Thì các bạn mình test nhanh cái này nhé. Mình có hai cái. Chiều nay đi về thấy mới các bạn. Cái tấm này nó kết nối với động cơ qua ba cái cụm này nhé. Cụm này cụm cao su nè. Tức là cái bát này á, nó chồng vào cái cục cao su để mà nó giảm chấn nha. Nó giảm chấn. Thì ở đây nó xúc ra nha các bạn. Đó, bạn gắn về về gắn lại nha, gắn lại. Thì lúc đó đó là động cơ quay nó sẽ được cục cao su rồi nè, nó giảm chấn, không có gây rung lên đây. Động cơ mới 100% nha, chưa sử dụng, chưa xong điện luôn. Cốt phi 12, hàng rất đẹp. Tụ đi theo theo động cơ luôn nha. Mới tinh chưa sử dụng. Dây rắc đầy đủ. Ok, nếu mình nhìn ở trên cái tem á thì mình sẽ thấy được là black với lại là white là tốc độ cao nhất nha. Còn blue là tốc độ blue là tốc độ trung bình và red đỏ là tốc độ chậm nhất nha. Chiều quay là chiều quay này. Chiều quay như thế này. Cái con này thì nó khá là to các bạn. Khá là to nha. Gần 2 tấc luôn á. Nặng ghê luôn á. 6 hơn khoảng 6 kg một cái này nha. Ok, mình test nha. Cái tờ giấy. Giấy cho các bạn dễ biết. Cái này chỉ có 2 bộ thôi nha. Hàng mới mình mua giá hơi cao. Bán 900k một bộ nha. Cách nào về luôn tấm thép này nè. Cách nào về chế cháo. Êm ru và rù ha. Êm ru luôn á. Không tiếng động các bạn. Cái ba cái bát cao su là nó chưa vô hết á. Chứ nó vô hết thì nó không có rần các bạn. Ha. Nó phải êm. Đây nha. Cái cấp nguồn gì chạy nha. Ở chạy dính luôn. Nó có cái rác này mình chưa gỡ ra. Mình đấu chạy cao nhất nha. Còn các bạn nào đấu ấy thì mở cái này mình băng lại á, cho nó an toàn. Các bạn nào đấu ba tốc độ thì mở ra. Để lấy cái thước mình đo cái tấm này cho các bạn nào vào việc thì lấy nha. Mua motor được tấm thép các bạn. Mấy cái đây. Đầu tiên là mình đo động cơ trước. Động cơ thấy nó rất là đẹp. Đường kính là 140. Phần cốt cao là 55. Cái phần cốt đó bạn 12 nha. Cốt là 12. Cái cốt là 12. Cái động cơ á, nó cao 120. Cái tấm thép này dài 63. Dài 63. Bề ngang là 200 chẵn. Sơn tĩnh điện, mới tinh chưa xài. À, tháo máy này, cái máy lưu kho chưa có xài mà. Về tới bãi là chưa có xài gì luôn á. Rồi mọi người tháo xuống thì mình lấy được hai động cơ 900 nha. Wow. Động cơ nặng khoảng luôn trọn bộ khoảng 6 kg. Giá này giá chưa bao ship nha các bạn. Khách nào ở gần thì mình bao ship, ví dụ như Hồ Chí Minh hay là ở xa thì mình không bao ship nha. Đó, tức là về các bạn lắp lại nha. Nó chỉ còn có một cục cao su này, giờ là ly chính ở trong mà. Ở ngoài nó chạch ra ngoài hết rồi. Lắp lại. Khá là dày. Đẹp. Ok, về khách này làm gì làm nha. Có hai cái. Đây một cái nữa. Hai cái.